Mặc dù chúng ta thường hay nhấn mạnh cái gọi là không thể bị thay thế, nhưng mà trên thực tế, ai cũng đều có khả năng bị người khác thay thế cả. Ở nơi làm việc, không tồn tại cái gọi là không thể thay thế. Chúng ta chỉ có thể không ngừng nâng cao năng lực làm việc của mình để bản thân bị đào thải muộn một chút. Mặc dù chúng ta thường hay nhấn mạnh cái gọi là không thể bị thay thế, nhưng mà trên thực tế, ai cũng đều có khả năng bị người khác thay thế cả. Đi làm lâu rồi, bạn sẽ phát hiện ra thứ bạn biết, người khác cũng biết. Thứ bạn không biết, người khác vẫn biết. Đừng quá kiêu ngạo cho rằng mình giỏi giang tới đâu, cũng không cần phải thấy bản thân mình vô dụng. Người khác không có nghĩa vụ phải dạy bạn cái này cái kia. Cấp trên không có nghĩa vụ phải dạy bạn học được hay không là bản lĩnh của mình. Kiếm được tiền thì nó cũng sẽ vào túi của mình, chứ không phải vào túi của người khác. Quy sự ngu ngốc, vô tri của mình về thành trách nhiệm của người khác, nó chỉ nói lên một điều rằng bạn không biết tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Năng lực trao đổi công việc, quản lý cảm xúc, nghiệp vụ cốt lõi, tất cả đều phải tự mình chủ động đi tìm tòi, học hỏi. Người khác cũng chẳng có nhiều thời gian, cuộc sống mà ai chẳng bận rộn. Khóc cũng vô dụng, đáng yêu cũng chẳng được gì, chỉ xinh đẹp thôi là không đủ. Bởi lẽ, nếu không có giá trị, không có thực lực, người khác sẽ không chú ý tới bạn. Trong công việc, có quá nhiều chuyện khiến cho bản thân có lúc phải cảm thấy suy sụp, nhưng tới cuối cùng vẫn phải tự mình tiêu hóa hết. Hoặc là nhịn, hoặc là biến. Đây là nguyên tắc cốt lõi trong công việc. Nhận thức rõ được điều này, bạn sẽ bớt phàn nàn lại. Thay vào đó, nghĩ cách làm sao để nâng cao năng lực, kiếm tiền nhiều hơn. Bất kể là nam hay là nữ, có tiền hay không có tiền, kiếm nhiều hay là kiếm ít, đều cần phải có cho mình một công việc, đó là lòng tự tôn cơ bản của mỗi người. Có tiền rồi, thỉnh thoảng ở nhà chán quá, không có việc gì làm thì ra ngoài kiếm cái gì đó giải khuây. Không tiền thì sống kiểu bức bối, muốn ra ngoài đi đây đi đó, xem cái này xem cái kia cũng chẳng có dũng khí mà đi.